Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điều viên Canada. Hôm nay thì Thủy xin giới thiệu đến quý vị một cái thiết kế của gia đình Thủy, xài cái máy cắt cỏ đẩy bằng tay cũ. Từ cái máy cắt cỏ cũ này, nhà Thủy đã chế ra một cái máy chặt rau cải phế thải để mà làm cái vật liệu tủ cho cây và rau cải, cùng với tủ lên những cái hạt mầm mà ta ươm. Cái vật liệu để tủ này là những cái rau cải mà chúng ta không xài tới, già hoặc là cỏ dại mà ta làm ở trong vườn thì xay nó ra để mà làm vật liệu để tủ cây. Cái máy cắt cỏ thì chúng ta gỡ ra cái phần máy và cái lưỡi cắt cùng với cái nút để mà cho điện vào và tắt điện. Cái phần lưỡi cắt và cái nút để tắt mở điện chúng ta gắn vào trong một cái miếng cây, và cái miếng cây đó ta đóng như là hai cái chân để mà nó giữ chặt cái máy, khi xay nó không bị di chuyển hay là rớt xuống. Và thêm vào đó thì quý vị nên đóng thêm một cái thùng hình chữ nhật dài để mà chúng ta thảy những cái vật liệu phế thải vào trong đó để mà xay nó ra. Khi mà quý vị thảy những cái vật liệu đó vào thì nên dùng một cái cây đẩy nó xuống, chứ không nên dùng cái bàn tay của mình. Mặc dù có mang vào tay nhưng có thể vẫn bị cắt đứt tay đó, tại vì cái lưỡi cắt cỏ của cái máy cắt cỏ rất là bén. Thủy xin mời quý vị thưởng thức cái máy cắt cỏ biến chuyển thành cái máy xay vật liệu phế thải để mà làm vật liệu tủ cho cây và mầm. Nếu quý vị thích những cái video như thế này của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Xin cảm ơn quý vị.